lỗ đen là những vật thể bí ẩn thường được biết đến với khả năng xé toạc các ngôi sao hoặc hút chúng vào nếu chúng xâm phạm vùng được gọi là chân trời sự kiện xung quanh chúng. Một phát hiện kỳ diệu đã được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi một sinh viên tốt nghiệp, Zachary Sut từ Đại học bang Montana liên quan đến các lỗ đen. Một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của thiên hà được gọi là Hennai 2-10 đang giúp hình thành các ngôi sao mới trong một vườn ươm gần đó. Có nhiều loại lỗ đen khác nhau, từ khối lượng gấp khoảng 10 lần khối lượng của mặt trời đến vài triệu lần khối lượng của mặt trời. Những cái nặng hơn được tìm thấy ở trung tâm của các thiên hà và được gọi là lỗ đen siêu lớn. Các lỗ đen siêu lớn thường được tìm thấy ở trung tâm của hầu hết các thiên hà và khi chúng có các tia vật chất lớn bay ra từ chúng có thể kéo dài đến hàng triệu dặm trong không gian. Chúng được gọi là hạt nhân thiên hà hoạt động AGN. Thông thường, những tia lửa này rất nóng tương đương hàng triệu độ đến nỗi bất cứ thứ gì xung quanh chúng đều bị phá hủy. Tuy nhiên, nếu một trong những phản lực này ở đúng khoảng cách với một đám mây khí nhất định, nó sẽ đốt nóng nó ở mức vừa đủ để giúp bắt đầu hình thành sao. Tất cả các ngôi sao trong vũ trụ này được hình thành từ các đám mây khí sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chúng, cuối cùng trở nên đủ nóng để hình thành các ngôi sao. Các nhà nghiên cứu này đã tìm thấy một lỗ đen siêu lớn đang hoạt động với các tia phản lực mà một trong số đó đang làm nóng một đám mây khí cách nó khoảng 230 năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là ánh sáng mất khoảng 230 năm để đi từ lỗ đen này đến đám mây khí gần đó. Như đã nói trước đó, nếu máy bay phản lực này ở khoảng cách vừa phải, nó có thể giúp hình thành sao? Đây chính xác là những gì đang xảy ra trong kịch bản này. Họ đã nhìn thấy bằng chứng hình ảnh về hiện tượng này bằng kính viễn vọng không gian Hubble. Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì thiên hà này chỉ cách chúng ta 30 triệu năm ánh sáng, gần với chúng ta về mặt thiên văn học. Khám phá tuyệt vời và hiếm có này đã được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 1 năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.